Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 151. Bạch lộ đường của gia tộc họ Dương đã dựng lên dạp tang. Trước khi Dương Thạch Thị trở về, Dương Tĩnh Sơn đã sắp xếp mọi việc chu đáo, giao phó lại cho vợ là Trần Thị cùng các em dâu. Mẹ, ngài về phòng nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Ở đây có con và nhị lang lo liệu, bên trong đã giao cho tố nương và các em dâu, ngài cứ yên tâm. Sau khi sắp xếp xong, Dương Tĩnh Sơn khuyên Dương Thạch thị đi nghỉ. Dương Thạch thị biết mình đã lớn tuổi, thân thể không chịu nổi. Có con trai con dâu ở đây, bà không cần phải gắng gượng tiếp tục. Bà nhìn quanh bạch lộ đường, thấy Liễu Di nương trong trang phục tang lễ đứng ở cửa, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài. Bà chợt nhớ tới Dương Tĩnh Uyên, Tam Lang đâu rồi? Dương Tĩnh Sơn nhớ tới cảnh em trai giận dữ lao ra khỏi nhạc phong huyền, nhìn gương mặt già nua tiêu tụy của mẹ, không nỡ làm bà lo lắng thêm, nên nói dối. Con đá bảo Tam Lang đi mời đạo sĩ. Sư phụ của Tam Lang là đạo sĩ trên núi Thanh Thành, nên Dương Thạch Thị không nghi ngờ gì. Bà liếc nhìn Liễu Di Nương, thấy nàng cúi đầu, bèn nói. Liễu Di Nương, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai ta sẽ cho người gọi ngươi tới quỷ linh. Vâng. Liễu di nương dịu dàng hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Trần Thị cùng nhị thiêu nãi nãi không đợi chồng phân phó, tiến tới giúp đỡ Dương Thạch Thị. Dương Trần Thị dịu dàng nói. Phu quân lo ngại thân thể của mẹ không chịu nổi nên bảo con dâu tạm thời quản lý. Chỉ mong mẹ nghỉ ngơi đủ tinh thần, con và các em dâu chỉ giúp mẹ xử lý việc vặt thôi, cho mẹ được thoải mái. Ai cũng thích nghe lời dễ nghe, nhưng Dương Thạch thị lúc này lại lắc đầu nói: "Việc bếp núc nên sớm giao cho con. Bây giờ lão gia đã đi, Đại Lang là người đứng đầu gia đình. Mẹ không cần phải lo lắng nữa." Dương Trần thị ngạc nhiên: "Đây là ý gì? Chẳng lẽ bấy lâu nay mình đã đoán sai, tưởng rằng mẹ chồng quen với quyền lực, không muốn buông. Nghe ý bà nói, sau khi cha chồng qua đời, bà mới sẵn sàng giao quyền quản gia?" phải chăng mẹ chồng đang đề phòng cha chồng? Dương Thạch Thị không nói gì thêm, bà thật sự mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Lão gia đi rồi, cần tông tộc chính thức thừa nhận Dương Tĩnh Sơn làm gia chủ, mở từ đường ghi vào gia phả. Sau khi Đại lang nhận chức gia chủ, theo quy định của Dương gia, Dương nhị lão gia và Dương tam lão gia phải chuyển ra khỏi tổ trạch. Những phủ đệ nhị lộ sẽ được phân cho anh em Dương Tĩnh Sơn bà cũng phải dọn ra khỏi Bạch Lộ đường để nhường chỗ cho vợ chồng Đại Lang. Lão gia đã lập sẵn di chúc, chia thành hai phần. Một phần ở trong tay bà, khi Dương gia báo tang, tộc lão ngày mai đến viếng sẽ mang phần di chúc còn lại. Khi Đại Lang chính thức kế nhiệm gia chủ, bà có thể hoàn toàn buông tay, chuyển đến lui tư đường để vui vẻ với con cháu, yên bình hưởng thụ niềm vui gia đình dương thạch thị trong cơn mơ màng khẽ thở phào nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ nhưng bà không ngủ được bao lâu đã bị tiếng gọi của con trai đánh thức dương tĩnh sơn với vẻ mặt khó xử đứng cạnh giường chuyện gì vậy vừa mới ngủ dậy dương thạch thị tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều con trai sẽ không vô cớ quấy dày mình bà ra hiệu cho tố nương đỡ mình ngồi dậy cứu cứu đến đây nói nhất định muốn gặp ngài ông ấy đang ở thư phòng anh trai vội vã gặp mình chắc chắn có việc quan trọng. Dương Thạch Thị gật đầu, mặc y phục rồi đi tới thư phòng. Thạch Tổng Quân một đêm không ngủ, mắt đầy ti máu, thấy em gái liền lập tức đứng lên. Đại lang, con ra giữ cửa. Thấy anh trai ra lệnh cho con trai mình, Dương Thạch Thị kinh ngạc vô cùng. Bà bảo tố nương rời đi. Trong phòng chỉ còn ta và anh, anh cứ nói thẳng. Thạch Tổng Quân hạ giọng dương tam lang đi hành thích nam chiếu bạch vương bị bắt người đưa đến tay ta theo ta thấy bạch vương không trói hắn giao cho quan phủ mà muốn tặng chúng ta một ân tình nhưng hành thích là chuyện liên quan đến bang giao giữa hai nước nếu ta thả hắn sẽ để lại sơ hở cho thịnh vương ra không ngờ vừa đến dương ra ta lại biết được mùi phu qua đời tối qua sao chuyện lại trùng hợp thế này tam lang tại sao lại đi hành thích nam chiếu bạch vương dương thạch thị giật mình bà lớn tiếng gọi đại lang con vào đây đứng canh ngoài cửa dương tĩnh sơn bước vào dương thạch thị giận dữ nói con chẳng phải nói tam lang đi mời đạo sĩ sao sao hắn lại đi hành thích nam chiếu bạch vương mẹ ngài nghe con giải thích dương tĩnh sơn không thể giấu nữa đành kể lại chuyện dương tĩnh uyên làm ồn tối qua hắn cười khổ nói tam lang võ nghệ giỏi con đã phái người ngăn cản nhưng không ai thấy bóng dáng hắn đâu khi đó con không biết hắn nói thật hay giả, cũng không biết hắn muốn tìm ai. Giờ xem ra, Tam Lang nghi ngờ cái chết của cha có điều kỳ lạ. Nói đến đây, sắc mặt Dương Tĩnh Sơn biến đổi, lẩm bẩm. Cái chết của cha quả thực kỳ lạ. Dương Thạch Thị trợn mắt há hốc mồm. Đại Lang, con nói gì vậy? Cố lão ngự y đã khám, cha con qua đời do uống rượu. Con nói rõ hơn đi. Rượu. Dương Tĩnh Sơn bình tĩnh hồi tưởng lại và phát hiện điều bất thường. Trong tiệc đêm đó có thay rượu, là nhị bá phủ gọi người mang ra. Cha rất thích uống, chúng ta cũng uống, rượu này, uống xong thì tinh thần phấn chấn, toàn thân ấm áp như có luồng khí nóng. Thạch Tòng Quân cũng nhớ lại. Đúng như Đại lang nói, uống xong cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực. Khi đó Nam Chiếu Bạch Vương còn khen rượu ngon, ta nhớ muội phu uống liền mấy chén, mặt đầy hồng quang. Dương Tĩnh Sơn đã hoàn toàn hiểu ra. Quán Hận nói: Chúng ta đều không sao, nhưng cha đã lớn tuổi, chắc hẳn sau khi nâng ly rượu này cùng Liễu Di Nương, thân thể của ông sao chịu nổi. Tam Lang chắc đã phát hiện ra điều kỳ quặc, nhưng tại sao hắn lại nghi ngờ Nam Chiếu Bạch Vương? Cứu cứu! Tam Lang hiện ở đâu? Thạch Tòng Quân nói: Hắn hôn mê bất tỉnh, ta chưa quyết định nên đưa hắn vào nhà tù châu phủ hay đưa về Dương gia. Hắn đang ở trên xe ngựa của ta, ta đã dặn người canh giữ trước hết đưa người vào minh nguyệt cư để cứu tỉnh đã. Tam lang tập võ, chắc chắn biết rõ điều gì mà chúng ta không biết. Nếu không, hắn sẽ không đi hành thích nam chiếu bạch vương. Dương Tĩnh Sơn nói rồi vội vã đi. Thạch Tổng Quân không kịp ngăn Dương Tĩnh Sơn lại, dậm chân nói. Lời còn chưa nói hết, sao Đại lang đã vội đưa Dương Tam lang về phủ. Dương Thạch Thị nhìn anh trai rồi nói. Nếu Nam Chiếu Bạch Vương không muốn làm lớn chuyện, đã trực tiếp trói Tam Lang giao cho quan phủ. Nếu Tam Lang làm Bạch Vương bị thương, ta cũng không dám yêu cầu anh thiên vị. Nhưng Bạch Vương không bị thương, lại bán một cái ân tình cho chúng ta. Hắn không phải đang mua gấm tứ xuyên sao? Lấy tiền trừ tai họa, dương gia có gấm, cứ đưa hắn là xong. Bà thở dài rồi nói tiếp. Ta hiểu anh, Tam Lang là con của Liễu Di Nương. Hắn gọi anh là cứu cứu, nhưng thực ra không có quan hệ huyết thống không đáng để anh mạo hiểm che chở. Nhưng hắn do ta nuôi lớn, lão gia đột ngột qua đời, tam lang đi hành thích cũng là do quá đau buồn. Ta sao có thể nhẫn tâm để tam lang ở trong tù, không thể tiến cha hắn đoạn đường cuối cùng. Thạch Tòng Quân vội nói, lòng người khó dò, hắn dù sao cũng là con của Di Nương, sao em không đề phòng chút nào. Coi chừng nuôi phải một con sói trắng. Dương Thạch Thị mặt biến sắc. Ca ca nói vậy là ý gì? Chương 152 Thạch Tổng Quân đi vài bước trong phòng rồi nói Mùi phu có thể cho huynh xem di chúc không? Di chúc của lão gia Dương Thạch Thị giật mình Lấy từ tủ trong thư phòng một chiếc hộp ngay trước mặt anh trai Nàng lấy chìa khóa mang theo bên mình mở khóa hộp Lấy di chúc của đại lão gia đưa cho huynh trường Sau khi xem kỹ hai lần Thạch Tổng Quân trả lại cho Dương Thạch Thị Cười lạnh nói Mùi phu thật là tốt vì một người thiếp và một đứa con vợ kế mà bỏ qua ruột thịt là đại lang và nhị lang ca ca huynh đang nói gì vậy dương thạch thị bối rối hỏi huynh nghe phong thanh từ nha môn nên đã tra duyệt hồ sơ trước đây không lâu mùi phu đã chuyển toàn bộ sản nghiệp cho một người tên là thư diệp sự việc được thực hiện rất kín đáo thông qua tăng trưởng sử đường nếu không nghe phong thanh huynh cũng không biết được thạch tòng quân tức giận nói khi muội phu còn sống Huynh không tiện nói ra, chỉ muốn tìm hiểu người tên thư diệp này và lý do muội phu làm như vậy. Hiện tại muội phu đã qua đời, huynh cảm thấy không đúng. Di chúc lập ra, tài sản chia làm ba phần, Dương Tĩnh Uyên được phần ít nhất. Thực tế là chuyển sản nghiệp cho người khác tên, rồi sau đó lặng lẽ giao lại cho Dương Tam Lang. Dương Thạch thị cảm thấy tim mình đau nhói. Nàng không quan tâm việc trong phủ có nhiều người thiếp, cũng không quan tâm Dương Tĩnh Uyên tiêu bao nhiêu tiền bạc. So với gia sản khổng lồ của Dương gia, số tiền đó chẳng đáng gì. Nhưng nàng quan tâm đến con trai của mình. Đều là con ruột của lão gia. Lão gia, ta dễ dàng tha thứ ngươi không quan tâm thiếp 20 năm, nhưng ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Dương Thạch Thị nổi giận, mặt tái xanh, đứng dậy nói. Ca ca hãy mau chóng tra ra người tên Thư Diệp, ta hiểu ý của ca ca. Nàng ưỡn thẳng lưng ra khỏi thư phòng, cảm giác mệt mỏi bị lừa giận thiêu đốt sạch sẽ. Liễu Di Nương trở lại Nhạc Phong huyền, thấy tất cả vú già ở đây đã bị thay đổi. Trần Mama đón nàng, đưa nàng đến Tây Sương phòng. Nàng sợ hãi hỏi: "Mama, Tiểu Hương đâu?" Di Nương còn muốn gọi Tiểu Hương đến hầu hạ. Di Nương ra mặt dày thật đấy. Trần Mama đánh giá Liễu Di Nương từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói: "Lão nô không quên được cảnh tượng trong phòng Đông Sương, Di Nương biết rõ nhất lão ra chết như thế nào." Di Nương còn có mặt mũi gặp lại các vũ già ở nhạc phong huyền sao? Họ đều đã chứng kiến Di Nương. Phu nhân đổi hết người ở đây, để Dương Gia không bị xấu hổ. Sao Di Nương không hiểu? Ánh mắt của bà như cắt vào xiêm y của Liễu Di Nương, làm nàng vô cùng xấu hổ. Liễu Di Nương dùng hai tay che mặt, xoay người chạy vào tây xương phòng, tiếng khóc một ngạt vang lên. Con rắn độc hại chết lão ra còn dám khóc. Hừ. Trần ma nhổ nước bọt, quay người đi, nếu không phải vì quá khoan dung, nhịn suốt 20 năm, hôm nay bà sẽ không chỉ dừng lại ở lời mỉa mai. Liễu Di Nương khóc một lúc, lẩm bẩm: "Lão gia, thiếp không mặt mũi nào sống nữa, sớm muộn gì cũng muốn theo ngài. Thiếp chỉ muốn gặp Tam Lang lần cuối. Tam Lang, ngươi đang ở đâu?" Nàng đặt tay lên ngực, từng lần hồi tưởng lại những lời Dương đại lão gia dặn dò. Cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nàng thiếp đi trên giường. Khi Dương Thạch Thị đẩy cửa bước vào, Liễu Di Nương vẫn còn đang ngủ say. Chiếc váy dài trắng tinh của nàng trải từ trên giường xuống đất, búi tóc dài bạc trượt xuống mặt đất, một phần tóc đen trải dài trên vai. Liễu Di Nương nằm nghiêng ngủ, thân hình phác họa đường cong thon thả. Khuôn mặt nửa ẩn sau mái tóc đẹp kinh người. Dương Thạch Thị lặng yên nhìn nàng, nàng thật sự là một mỹ nhân, 20 năm trôi qua không để lại dấu vết gì trên Liễu Di Nương vẫn xinh đẹp như khi mới vào phủ, chính vì vậy mà nàng được lão gia sùng ái 20 năm. Dương Thạch Thị cúi xuống, vén những sợi tóc rơi trên gò má Liễu Di Nương. Lão gia, giọng của Liễu Di Nương mềm mại, đáng yêu như tơ. Dương Thạch Thị rụt tay lại như bị bỏng, nàng từ từ xoay người, đi đến ghế bành ngồi. Di Nương mơ thấy lão gia Liễu Di Nương mơ màng nghe thấy tiếng Dương Thạch Thị, tỉnh dậy từ giấc mơ mở mắt thấy Dương Thạch Thị, nàng vội vàng xuống giường, ngồi xuống trước mặt Dương Thạch Thị với tư thế khiêm tốn nhất, cẩn thận hỏi. Phu nhân đến đây có việc gì? Trong phòng không có ai khác, Dương Thạch Thị không dẫn người vào, nàng vẫn luôn nghĩ rằng so đo với một người thiếp là không có khí độ của đại phù. Nhưng giờ nàng mới hiểu rằng lòng mình không phải không ghen ghét liễu di nương. Nếu đã rộng lượng suốt 20 năm, nàng phải lấy lại phần thù lao cho sự rộng lượng đó tam lang đi ám sát nam chiếu bạch vương nhưng thất bại và bị bắt ta đến để báo cho ngươi biết cái gì lần đầu tiên liễu di nương thất thố trước mặt dương thạch thị tam lang sao lại đi ám sát nam chiếu vương gia phu nhân có phải có hiểu lầm gì không hắn hiện đang ở đâu dương thạch thị giọng mỉa mai nói di nương luôn tự coi mình là nửa kẻ nô tỳ lúc nào cũng gọi hắn là tam lang quân ta vẫn tưởng rằng trong lòng di nương chỉ có lão gia đã quên rằng mình còn có con trai. Phu nhân, dù sao hắn cũng là con của thiếp, nhất thời tình thế cấp bách thiếp đã vô lễ, xin phu nhân tha thứ. Liễu di nương quỳ xuống dưới chân dương thạch thị. Tam lang quân trong lòng chỉ có phu nhân là mẹ, xin phu nhân cứu hắn. Thư Diệp là ai? Dương Thạch Thị đột nhiên hỏi. Thư tiên sinh. Sau ba chữ này, Liễu Di Nương từ từ ngẩng đầu lên. Hai mươi năm, lần đầu tiên nàng nhìn dương thạch thị và nở nụ cười hiểu rõ nàng ôn tồn nói phu nhân khi còn trẻ lão gia tình cờ cứu thư tiên sinh hứa hẹn thư tiên sinh sẽ giúp lão gia một lần hắn không phải người ích châu thiếp chưa từng gặp hắn khi lão gia qua đời thư tiên sinh chắc chắn sẽ đến viếng chỉ cần phu nhân bảo vệ tam lang quân bình an thiếp sẽ nhường lại toàn bộ sản nghiệp mà lão gia ban tặng không lấy một đồng tam lang quân cũng không biết sắp xếp của lão gia Xin phu nhân yên tâm, làm sao ta có thể tin ngươi? Từ lời xác nhận của Liễu Di nương, Dương Thạch Thị cuối cùng cũng mất đi một tia quyến luyến với Dương đại lão gia. Nàng và con trai vất vả quản lý gia nghiệp của Dương gia, nhưng lão gia lại giấu phần lớn tài sản riêng, lặng lẽ giao cho Liễu Di nương và con trai của nàng. Đại Lang, Nhị Lang chẳng phải là con ruột của hắn sao? Dù hắn chia đều tài sản riêng cho ba con trai, nàng cũng không phẫn nộ như vậy. Liễu Di Nương tháo từ cổ xuống một miếng ngọc bội đặt lên bàn thấp. Đây là tín vật của thư tiên sinh dành cho lão gia. Ai cầm tín vật này, lão giao cho người đó quản lý sản nghiệp. Nàng cúi đầu chạm đất, một lần nữa quỳ trước mặt Dương Thạch Thị. Cầu xin phu nhân bảo vệ Tam Lang bình an. Dương Thạch Thị không biểu cảm nhìn nàng. Ngươi làm sao biết ta sẽ không lật lòng? Liễu Di Nương ngẩng đầu, giữ lông mày đầy vẻ bình thản. Thiếp tin phu nhân suốt hai mươi năm trương phu nhân đã khoan dung rộng lượng chưa từng trách móc nặng nề lại hết lòng nuôi dưỡng tam lang thiếp vô cùng cảm kích dương thạch thị cầm ngọc bội một lần nữa tự nhủ rằng đây là điều nàng nên được nàng đứng lên lạnh nhạt nói tam lang đã được đưa về phủ người vẫn còn hôn mê dương thạch thị xoay người rời khỏi tây sương phòng liễu di nương ngồi rất lâu nhìn thấy ánh nắng ban mai ló ra từ cửa sổ Nàng lấy khăn tay, cắn nát đầu món tay rồi viết một chữ lên đó, sau đó nhét khăn vào túi áo. Tam lang, mẹ không phải là một người mẹ tốt, nếu mẹ không chết, phu nhân sẽ không yên tâm mà cứu con. Nàng khẽ thở dài, cởi đai lưng ném lên xà nhà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 153. Trong giấc mộng, có âm thanh của phạm âm ngâm sướng. Trong mộng, hắn thấy mình ở giữa núi Thanh Thành thanh thành là nơi u tịch nhất thiên hạ núi xanh sâu kín như tường thành điều kỳ lạ là trong núi này hai nhà đảo và phật cùng tồn tại trên đỉnh núi có chùa bạch vân là một ngôi chùa phật ánh mặt trời chiếu từ lòng núi trống trải hắn nhân lúc tiểu sa di không chú ý vịn vào nham thạch chui ra ngoài đứng trên đỉnh núi hắn thu hết dãy núi vào tầm mắt cảnh bát ngát trống trải khiến hắn không kìm được đưa tay lên miệng và hô to Ai dám gọi loạn làm nhiễu loạn trốn thanh tịnh của Phật môn? Các hòa thượng trong chùa Bạch Vân bị kinh động, rồi rít chạy tới bắt hắn. Hắn cười lớn và né tránh khắp nơi, đang đắc ý thì đột nhiên bị một cú đá từ sau lưng. Hắn mất thăng bằng và ngã từ đỉnh núi xuống. Tìm hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, dương tĩnh uyên vẫy tay loạn xả, cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Cuối cùng, hắn rơi từ trên không xuống đất và hét lớn làm hắn tỉnh dậy. Lang quân tỉnh lại rồi. Mở mắt ra, Dương Tĩnh Uyên thấy khuôn mặt đầy vui mừng của Dầu Vừng. Ký ức trở lại, tim hắn bỗng đau đớn. Hắn nhíu chặt mày, giữa hai lông mày hình thành một nếp nhăn sâu. Ta đã ngủ bao lâu? Hắn không hỏi làm sao mình lại trở về Minh Nguyệt Cư. Chắc là Thịnh Phong Trạch đã giao hắn cho Thạch Cửu Cửu. Ngày hôm qua hắn nộ hòa công tâm, mất đi lý trí, vội vã chạy tới dịch quán để giết Thịnh Phong Trạch hắn thật là khờ dại. Dương Tĩnh Nguyên cúi đầu nhìn đôi tay của mình, đôi tay này đã từng đánh trận, nhưng chưa từng giết một con gà. Hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong mắt lộ ra một tia bi ai. Làm sao hắn có thể chống lại thịnh phong trạch âm hiểm tàn nhẫn? Lang quân, tối hôm qua ngài trở về và đã ngủ suốt đêm. Bây giờ cũng gần trưa rồi, ngài nhanh chóng thay đồ tang để túc trực bên linh cứu đi. Dầu vừng nâng một bộ trường bào trắng thuần khiết, đưa tới trước mặt Dương Tĩnh Uyên. Tối hôm qua ở Đông Sương, những cảnh tượng như sóng lớn ập đến. Phụ thân còn có di nương, hắn thật hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng. Dương Tĩnh Uyên đưa tay ra, ngón tay run rẩy không kiểm soát. Hắn mạnh mẽ nâng y phục lên, nhanh chóng mặc vào và bước ra ngoài. Dầu vừng ngẩn người, rồi đuổi theo sát hắn. Âm thanh phạm âm càng rõ ràng hơn. Dương Tĩnh Uyên dừng bước trước cửa lớn của bạch lộ đường. Hắn ngẩng đầu, thấy những lá cờ trắng bay trong gió, khắp nơi toàn là màu trắng. Mắt hắn mở đi trong chốc lát, rồi mở to mắt để ép nước mắt trở lại. Hắn không muốn khóc, hắn không cần phải rơi lệ vô dụng. Tam lang, Dương Tĩnh Sơn gọi với giọng nghẹn ngào. Dương Tĩnh Uyên nhìn sang, thấy huynh trưởng với đôi mắt đỏ hoe xài bước về phía mình. Dương Tĩnh Sơn nắm vai hắn, vừa cười vừa muốn khóc tỉnh lại là tốt rồi ngươi không sao là tốt rồi khi cứu cứu đưa ngươi trở về cứu cứu nói ngủ một giấc sẽ không sao mẫu thân cũng đã dặn ngươi nghỉ ngơi thật tốt thịnh phong trạch nghĩ tới cái tên này dương tĩnh uyên liền căm hận hắn không thể quên ánh mắt của thịnh phong trạch trước khi hắn hôn mê một đêm và một giấc mộng giống như kiếp trước hắn tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm tương tự tuyệt đối sẽ không cho Thịnh Phong Trạch thêm cơ hội. Dương Tĩnh Uyên im lặng bước vào sân nhỏ, ở trước linh cữu phụ thân thắp hương. Tấm màn bay lên, lộ ra chiếc quan tài sơn đen phía sau. Hắn nghiêm túc dập đầu trước phụ thân, rồi lui lại và quỳ bên cạnh hai vị huynh trường. Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham nhìn hắn, đứa em út được cưng chiều từ nhỏ giờ đây như đột nhiên trưởng thành, vẻ mặt chấn tĩnh. Không, không đúng, Tại sao hắn lại có thể chấn tĩnh như vậy? Tam Lang, cha qua đời đột ngột, tối qua người không nói một lời đã chạy ra ngoài. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dương Tĩnh Sơn thấp giọng hỏi. Đại ca, nhị ca, ta đã suy nghĩ kỹ, nhất định là do rượu mà phụ thân uống tối qua có vấn đề. Khi ta đến Đông Sương, mùi rượu vẫn còn trong phòng. Phụ thân chắc chắn đã uống rất nhiều rượu trong giả yến. Trước đây phụ thân từng nói với ta về một loại rượu, rượu đó. Phụ thân nói phải chờ ta thành thân mới có thể uống, và đã đưa ta một vò. Loại rượu đó là do nhị bá phụ đưa cho phụ thân. Trong lễ đính hôn của ta với quý nhị nương, ta đã mơ hồ nghe thấy nhị bá phụ đề cập tới loại rượu này với phụ thân. Kể từ đó, cha liên tục uống loại rượu này. Dương tĩnh sơn nhẹ gật đầu. Đúng như chúng ta nghĩ, tối qua, chính nhị bá phụ đã gọi người lấy rượu ra. Rượu vẫn còn, ta sẽ lấy để thầy xem xét một chút, xem rốt cuộc là thế nào. Dương tĩnh nguyên cúi mắt xuống. Nam chiếu Bạch Vương không phải người tốt, hắn đã ngấp nghé ích châu cầm nghiệp từ lâu. Tối qua ta quá xúc động, nghi ngờ hắn hại phụ thân. Sau này, ta sẽ không xúc động như vậy nữa. Dương tĩnh Sơn vui mừng nói. May mà hắn muốn bán Dương ra một cái nhân tình, giao người cho cứu cứu. Không ngoài việc trong nhà dành trước hậu lễ tốn chút tiền bạc, ngươi đừng để trong lòng mẫu thân lớn tuổi đã đi nghỉ ngơi ở nội đường Người hãy đến thỉnh an mẫu thân trước đi giả dạ. dương tĩnh uyên đứng lên liếc nhìn về phía nữ quyến lại một lần nữa xác nhận liễu di nương không có ở đây hình ảnh tối qua lại một lần nữa hiện lên trong lòng đại ca và nhị ca đều không nhắc đến liễu di nương có phải vì cha qua đời quá đột ngột phu nhân tức giận nên nhốt di nương ở nhạc phong uyên trong phòng trầm hương được đốt Dương Thạch Thị ngủ không yên, khi Dương Tĩnh Uyên vừa tiến vào, nàng đã mở mắt mà không đợi thiền tử báo lại. Ngoài đôi lông mày bay như thanh kiếm, gương mặt và đôi môi của hắn lờ mờ giống hệt liễu di nương. Dương Thạch Thị đột nhiên nhớ đến gương mặt của liễu di nương, không ngừng rời ánh mắt. Tam lang, mẫu thân, làm ngài lo lắng, Tam lang thật bất hiếu. Dương Tĩnh Uyên quỳ gối trước giường, cúi đầu. Dương Thạch Thị tiểu tụy, gò má đẫy đà ngày xưa nay gầy guộc, túi mắt sưng phồng, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi tốt. Tối qua, có ai trong dương gia có thể ngủ yên đâu? Ngươi được cứu cứu dẫn về, mẫu thân biết ngươi khổ sở trong lòng, nhất thời nhận lầm kẻ thù. Dương Thạch Thị nhớ tới việc Dương Nhị Lão Gia đưa rượu, vừa ghét vừa giận, hô hấp dồn dập. Bất kể ai muốn hại cha ngươi, mẫu thân tuyệt đối không tha cho hắn thiền tử tiến lên vỗ nhẹ lưng Dương Thạch Thị để nàng thuận khí, thương cảm nhìn Dương Tĩnh Nguyên. Phu nhân không nói về chuyện của Di Nương, nàng làm sao dám nhiều lời. Nếu đã nghi ngờ nhị bá phụ gia hại phụ thân, liệu có phải sẽ không giận lây đến Di Nương? Dương Tĩnh Nguyên nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẫu thân đừng làm tổn thương thân thể. Ngài là trụ cột của gia đình, không thể gục ngã. Mẫu thân còn có ba đứa con tốt, còn trông cậy vào các ngươi làm chỗ dựa cho mẫu thân thấy hắn đến giờ vẫn chưa hỏi về liễu di nương, lòng dương thạch thị lại mềm mại hơn. Lão gia tối qua qua đời, liễu di nương đã sớm có ý định tự tử, mình chỉ là không ngăn cản nàng thôi. Không, nàng và lão gia đã ân ái 20 năm, mình có thể ngăn được sao? Dương Thạch Thị nắm tay Dương Tĩnh Uyên, quyết tâm nói. Tam lang, ngươi đi nhạc phong nguyền tiễn di nương đoạn đường. Nàng không thể ở cùng lão gia, Mẫu thân sẽ đặt linh vị của nàng ở nhạc phong huyền. Trên tay đột nhiên truyền đến một lực mạnh, Dương Thạch Thị bất ngờ không đề phòng. Ai nha? Một tiếng, bị Dương Tĩnh Uyên đẩy ngã xuống giường. Trên mặt hắn bình tĩnh như vỡ vụn, từng mảnh băng nứt ra. Dương Tĩnh Uyên lặng lẽ nhìn nàng, trong đầu hiện lên hình ảnh Liễu Di Nương đứng trên hành lang vào chiều hôm qua. Tam Lang Quân, người thiếu chút nữa làm bị thương phu nhân thiền tử trách cứ Dương Tĩnh Uyên, giúp Dương Thạch Thị ngồi dậy lần nữa. 18 năm vất vả nuôi dưỡng, trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ mẹ ruột của hắn. Những năm tháng Dương Đại Lão gia thiên vị, 18 năm chăm sóc tỉ mỉ Dương Tĩnh Uyên lại ùa về trong lòng Dương Thạch Thị. Nàng nện Dương khóc lớn. Di nương của ngươi một lòng muốn bồi lão ra, ngươi muốn trách mẫu thân không ngăn cản nàng, ngươi cứ trách đi. Dương Tĩnh Uyên nặng nề dập đầu trước nàng, rồi đứng lên chạy ra ngoài. Ngươi, ngươi đúng là đồ vô ơn. Dương Thạch Thị chỉ vào bóng lưng hắn khóc lớn. Nàng chưa từng cho ngươi một ngụm sữa. Là ta đã gắt ngươi học đi, là ta đã dạy ngươi biết chữ, tam lang, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Phu nhân, ngài đừng suy nghĩ lung tung, tam lang quân cũng là nhân chi thường tình. Lão gia và di nương lần lượt qua đời, nếu tam lang quân điểm nhiên như không, đó mới gọi là vô ơn thiền tử nhẹ giọng khuyên dương thạch thị thấy nàng dần bình tĩnh lại nằm ngửa trên gối dựa vào lặng lẽ rơi lệ nàng liền phân phó tiểu nha đầu đánh nước đến tự mình xoắn khăn cho nàng sạch mặt dương thạch thị đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng ngập ngừng hỏi liễu di nương muốn bồi lão ra ta không ngăn cản nàng thiền tử ta có phải đã sai không phu nhân cản được liễu di nương một ngày có ngăn được nàng cả đời sao bị thương đến chết tâm nghe lời thiền tử nói, tay Dương Thạch Thị từ từ buông ra, lẩm bẩm. Hai mươi năm trước, lòng ta cũng đã như cho tàn. Chương 154 Vì không đủ người lo tang sự cho đại lão gia, nhạc phong huyền để lại hai người vú già trông coi linh đường của liễu di nương. Không có sự hoành tráng như ở bạch lộ đường, chỉ có vài chiếc lụa trắng và đèn lồng treo ở cửa sân và hành lang gấp khúc. Chỉ sau một đêm, lá rụng đã bị gió thổi lả tả trên hành lang gấp khúc, tạo thành một lớp mỏng mùi hôi. Sàn gỗ bóng loáng đã trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Dương Tĩnh Uyên bước lên hành lang gấp khúc, ngơ ngác nhìn về phía phòng khách, nơi có tấm màn và chiếc quan tài sơn đen. Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn mơ hồ nhớ lần đầu tiên gặp Liễu Di Nương khi hắn mới hơn 3 tuổi. Mẹ cả nắm tay hắn và nói, Tam Lang, đây là Liễu Di Nương nàng dịu dàng chào hắn gọi hắn tam lang quân nàng đi theo phía sau phụ thân hắn hỏi mẹ cả tại sao cha không sống cùng chúng ta nghe mẹ cả nói rằng cha thường ở cùng liễu di nương hắn nhặt một viên đá ném về phía nàng vì sức của hắn nhỏ viên đá không bay xa mà rơi xuống đất mẹ cả cười ôm hắn và nói tam lang tại sao con lại ném đá vào di nương hắn bĩu môi ôm cổ mẹ cả và nói nếu không có nàng cha sẽ ở cùng chúng ta mẹ cả cười lớn khi hắn lớn lên hình ảnh liễu di nương mãi mãi chỉ là bóng dáng xa xa nàng đứng trên con đường mòn đứng trên hành lang nàng chưa từng ôm hắn một lần cũng không mọi người lui ra đi ta muốn ở lại với di nương hai người vú già bất an đồng ý và lui ra ngoài cửa trong linh đường chỉ có hai ly đèn trường minh lặng lẽ cạnh quan tài dương tĩnh uyên không dâng hương hay lẩy hắn trực tiếp nhấc tấm màn lên chiếc quan tài chưa được đóng đinh hắn nhẹ nhàng đẩy nắp quan ra trời còn lạnh ngoài sắc mặt tái xanh liễu di nương không có gì thay đổi trên cổ nàng mơ hồ hiện lên một vệt dây màu xanh tìm dương tĩnh uyên đập thình thịch hắn nhẹ nhàng mở cổ áo của nàng hắn là người tập võ có thể phân biệt được nàng tự sát hay bị người siết chết hắn thở dài một hơi. Một người là mẹ cả đã nuôi hắn suốt 18 năm, một người là mẹ ruột. Dương Tĩnh Uyên không biết nếu Di Nương bị người khác giết chết, hắn nên làm gì. Liễu Di Nương vẫn tóc rối bù, mặc áo tang màu trắng. Mọi người đều bận rộn lo tang sự cho đại lão gia, không ai nghĩ đến việc trang điểm hay thay đổi trang phục cho nàng. Nàng chỉ là một Di Nương, việc bố trí linh đường với nhang đèn và tiền giấy đã là điều tốt như vậy cũng tốt, Di Nương cũng muốn mặc bộ xiêm y này đi tìm phụ thân chứ. Dương Tĩnh Uyên lẩm bẩm, nhìn thấy bên hông Liễu Di Nương treo chiếc túi thêu phong lan màu trắng. Đến khi hắn lớn lên, Di Nương chưa từng làm cho hắn một đôi giày. Dương Tĩnh Uyên lấy túi xuống, nắm trong tay, túi rất nhẹ, bên trong có gì? Ngân phiếu. Hắn mở túi ra và rút một chiếc khăn, trên chiếc khăn lụa có viết một chữ mờ mờ bằng máu, thư. Dương Tĩnh Uyên nâng tay Liễu Di Nương lên, thấy ngón trỏ phải bị cắn rách, vết thương rất nhỏ, đã kết thành vết máu đen. May mắn nàng đã tự sát, vừa gặp lúc phụ thân qua đời, phủ bên trong không giúp được. Không ai chú ý đến nàng còn để lại một chữ bằng máu. Liễu Di Nương dịu dàng nhưng lại thông minh, không ngạc nhiên khi phụ thân độc dùng nàng suốt 20 năm. Dương Tĩnh Uyên nhét khăn lụa và túi vào trong ngực, ôm lấy Liễu Di Nương. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nhắm mắt lại. Ta biết rõ, đến chết ngài vẫn còn nhớ đến ta. Ta luôn muốn ngài ôm ta một lần, muốn biết cảm giác được mẹ ruột ôm là thế nào. Hắn không nói thêm gì nữa, hắn sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Khi lớn lên, hắn dần hiểu tại sao mình không thể vào đan phường học về nghề dệt lụa, hiểu rằng mình chỉ là con của vợ kế. Dì nương sống tốt, mẹ cả nuông chiều hắn hắn không muốn phá vỡ sự hòa thuận và hạnh phúc trong nhà. Di nương có thể sống hạnh phúc với phụ thân, mẹ cả có thể sống thoải mái, tại sao hắn phải bận tâm, mẹ ruột hay mẹ cả tốt hơn. Nhưng hắn vẫn cô đơn, không có việc gì làm, hắn suốt ngày chơi bời lêu lồng. Ngay cả sư phụ của hắn cũng chỉ nhận hắn làm đệ tử vì Dương Gia đã bỏ ra một khoản tiền lớn. Dương Tĩnh Uyên cẩn thận đặt liễu di nương vào trong quan tài đóng nắp lại. Nếu có người hại cha, không phải do nương mê hoặc cha. Hắn lui ra, nhẹ nhàng nói. Ngài chờ một chút, Tam Lang biết tâm nguyện của ngài, chắc chắn sẽ giúp ngài được toại nguyện. Hắn không biết chữ. Thư. Kia có ý nghĩa gì? Nhưng hắn tin rằng nếu liễu di nương đã để lại chữ này, chắc chắn có cách để hắn hiểu được ý nghĩa của nó. Rời khỏi nhạc phong huyền, Dương Tĩnh Uyên trở về bạch lộ đường người đến viếng không ngừng, Dương Thạch Thị nghỉ ngơi một chút, nghe nói tộc lão đến, liền ra ngoài tiếp đón. Khi Dương Tĩnh Nguyên đến, hắn thấy Dương Tĩnh Sơn đang đỡ mẹ cả vào sành. Hắn bước lên và nói, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân và đại ca. Dương Thạch Thị nhìn các trường bối trong tộc, nhạt nhẽo nói. Tam lang, có chuyện gì để sau hãy nói, con đi đến linh đường cùng nhị ca làm hiếu tử đi. Mẫu thân, Dương Tĩnh Nguyên không thể chờ được tam lang tân khách nhiều như vậy đại ca và nhị ca của con từ tối hôm qua đến giờ không dừng lại vội vàng lo tang sự của cha con liên tục quỳ gối ở linh đường làm hiếu tử con có thể hiểu chuyện một chút không đi đến linh đường quỳ dương thạch thị đột nhiên nổi giận dương tĩnh uyên mím chặt miệng thấp giọng nói vâng dương thạch thị nói xong xoay người rời đi tam lang đi đến linh đường giúp đỡ có chuyện gì thì để sau nói Nương đang rất khổ sở, con đừng để trong lòng. Dương Tĩnh Sơn vỗ vai hắn và thở dài đi. Ngực hắn buồn bực và khó chịu. Phụ thân mất, Di Nương cũng tự tử. Hắn thật sự chỉ còn một mình. Dương Tĩnh Nguyên hít một hơi thật sâu và thở dài ra. Những gì cần làm, hắn sẽ làm tất cả. Hắn xài bước đi ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Dương Thạch Thị và huynh đệ Dương Tĩnh Sơn cùng với các gia chủ của nhị phòng tam phòng đang nghe tộc lão nói về việc chọn gia chủ. Một quản sự vội vã chạy vào. Đại phu nhân, không xong rồi. Tam lang quân đang chịu đòn nhận tội trước cửa dịch quán, kinh động cả châu phủ nha môn. Cứu lão ra gấp đến mức không chịu nổi, liền phái người đến báo tin trước. Cả sảnh đường bàng hoàng. Tam lang lại gây hoa gì nữa? Chịu đòn nhận tội, trước cửa dịch quán, hắn muốn làm mất mặt dương ra sao? Dịch quán hắn đã đắc tội với quan lớn nào sao? Các tộc lão dương ra bàn tán sôi nổi. Rõ ràng Nam Chiếu Bạch Vương đã nể tình dương ra, hắn còn đi nha môn tự thú, là mọi chuyện ẩm ý. Nghiệt thở. Dương Thạch Thị hét lên, mặt tối sầm, suýt ngất vì tức giận. Các vị thúc bá trưởng bối, Tam Lang đã làm sai, chịu đòn nhận tội chứng tỏ hắn có trách nhiệm. Tiểu chất đi xem thế nào. Dương Tĩnh Sơn biết chuyện hành thích thịnh phong trạch tối qua hắn quyết định giao việc gia đình cho nhị lang tĩnh nham, mang theo quản sự vội vã đến dịch quán trong thành. Trước dịch quán, nhà dịch vây đầy, biết Dương Tĩnh Uyên là cháu ngoại của thạch tổng quân, bọn nha dịch không động vào hắn, chỉ ngăn cản dân chúng xem náo nhiệt. Thạch tổng quân không ra mặt, nghe nha dịch báo tin, tức giận đến mức kéo dâu ria. Ban đầu ngầm hiểu nhau, định bỏ qua sự việc. Dương gia chỉ cần bỏ ra ít tiền là sự việc qua đi, nhưng giờ bị Dương Tĩnh Nguyên làm ầm ĩ lên, chẳng phải là Thạch Tổng Quân đang mắc tội thiên vị và trái pháp luật. Dương Tĩnh Sơn mang người nhanh chóng đến, trong lòng cũng nghĩ vậy, thấy Dương Tĩnh Nguyên quỳ gối một chân trước dịch quán, áo bào nửa hở, mang cảnh mận gai. Hắn tiến lên, tát một cái và nói. Ngươi còn muốn gây thêm rắc rối cho gia đình sao? Chương 155 Dương Tĩnh Sơn tát một cái khiến mặt của Dương Tĩnh Nguyên nghiêng sang bên. Điều này khiến những người xung quanh kêu lên kinh ngạc. Hắn đang làm gì vậy? Hướng thịnh phong trạch xin lỗi chịu đòn sao? Quý anh anh chen lấn trong đám người để nhìn. Trước cảnh tượng này, nàng sững sờ không nói nên lời. Dương và quý hai nhà kết thông ra. Dương ra theo lễ nghi đã cử người đến báo tang cho quý gia. Quý thị còn chưa tỉnh. Quý diệu đình đưa vợ vào thành phúng viếng. Chân của quý anh anh vừa mới lành. Thân phận của nàng không tiện để đi dương ra phúng viếng. Nhưng đã hơn nửa tháng, Dương Tĩnh Uyên vẫn không có tin tức. Nàng không nhịn được mà theo anh chị dâu vào thành. Tiếng tát vang lên, Quý anh anh run rẩy, "Nàng còn ở đây làm gì? Nhìn Dương Tĩnh Uyên xin lỗi kẻ thù của nhà mình sao?" Cây tát của Dương Tĩnh Sơn như đánh vào mặt nàng, Quý anh anh quay đầu kéo anh trai rời khỏi đám đông. Dương đại lão ra qua đời, hắn không ở nhà túc trực bên linh cữu mà lại ra đây gây chuyện, chắc chắn có nguyên nhân gì đó muội muội, ngươi đừng giận, trở về xe la đợi ca ca được không? Tương lai em rể làm chuyện như vậy, quý diệu đình xấu hổ đến đỏ mặt. Có lẽ vì quan hệ với Dương Tĩnh Uyên còn cách xa, hắn vẫn giữ được lý trí. Quý anh anh giận dữ chỉ về phía Dương Tĩnh Uyên. Hắn biết mình đang làm gì không? Hắn đang xin lỗi chịu đòn trước Thịnh Phong Trạch. Hắn biết Thịnh Phong Trạch là ai không? Ta dù chết cũng không bao giờ cúi đầu trước Thịnh Phong Trạch. Kaka ca ca đi tìm hiểu nguyên nhân được không? dương tam lang lại không biết chúng ta có thù với thịnh phong trạch quý diệu đình thở dài đêm đó thịnh phong trạch mang thuốc đến dương tĩnh uyên không nghe lời giải thích của nàng ngang nhiên rời đi thịnh phong trạch cố ý tỏ ra ấm áp với hắn hôm nay hắn lại xin lỗi thịnh phong trạch trước mặt mọi người chẳng lẽ hắn đã quên đêm đó sao mối hận đoạt vợ đàn ông không thể nhẫn nhịn được hắn dương tam lang Chẳng lẽ còn muốn cảm ơn Thịnh Phong Trạch vì đã khinh bạc mình? Khi Dương đại lão ra qua đời, Quý anh anh sớm đã bỏ qua chuyện chiến tranh lạnh giữa hai người, chỉ muốn biết Dương Tĩnh Uyên sẽ đau lòng thế nào. Nàng theo anh chị dâu vào thành, định nhờ anh gọi Dương Tĩnh Uyên đến phủ để an ủi hắn. Không ngờ lại chứng kiến cảnh này, Quý anh anh tức giận kéo tay anh trai, "Không được đi, chúng ta vào thành là để phúng viếng Dương đại lão gia, không phải để nhìn hắn làm trò cười trên đường." nàng cứng rắn kéo anh trai lên xe la, trực tiếp ra lệnh cho quý phú. Đổi đường đi, dù phải vòng xa cũng không sao. Muội muội sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Tứ Nương ngồi trên xe la, thấy anh em họ lên xe với vẻ mặt khó coi, quý anh anh đã đầy mặt nước mắt, lo lắng không nói nên lời. Ta không khóc đâu. Quý anh anh đáp, thấy chị dâu mặt mờ mịt, nàng mở to mắt, hai giọt nước mắt lăn xuống, thần sắc trở nên rõ ràng nàng vuốt mặt mình lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt quý diệu đình nghiêm túc nhìn em gái hỏi anh anh ngươi giận như vậy là vì hắn xin lỗi kẻ thù của nhà chúng ta hay vì hắn là vị hôn phu của ngươi khiến ngươi mất mặt quý anh anh nức nở nói đại ca hắn bị đánh trước mặt mọi người ai cũng nhìn thấy hắn quỳ gối trước cửa dịch quán ta trong lòng rất khó chịu ta không muốn nhìn nữa vừa nói ra quý anh anh cũng sững sờ không phải vì hắn xin lỗi kẻ thù, cũng không phải vì mất mặt, mà vì hắn khiến nàng đau lòng. Vì đau lòng hắn, nên nàng mới giận dữ và khổ sở. Quý Diệu Đình không kìm được thở dài. Vậy chúng ta không nhìn nữa. Nhưng nàng không thể không nhìn, không muốn bỏ mặc hắn. Quý anh anh suy nghĩ một chút rồi nói. Ca, ta muốn về nhà. Nhìn tình hình hôm nay, muội muội không có cơ hội nói chuyện dễ dàng với Dương Tĩnh Nguyên. Quý Diệu Đình gật đầu đồng ý. Để Quý Phú Thúc đưa ngươi về nhà trước, ta và ngươi tàu sẽ thuê xe khác quay lại. Quý Diệu Đình và Trương Tứ Nương xuống xe, đi đường khác đến Dương Gia. Xe la chậm rãi rời dịch quán, Quý Anh Anh nhấc màn xe không thấy bóng dáng anh trai và chị dâu, vội vàng nói với Quý Phú. Quý Phú Thúc, ngươi chờ ta ở đây. Nàng đeo mũ che mặt, nhảy xuống xe, đi về phía dịch quán. Thịnh Phong Trạch vẫn chưa xuất hiện dương tĩnh sơn bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái tam lang từ trước hay gây chuyện thường là tranh giành tình nhân đánh nhau với đám công tử thành phố làm mất mặt dương gia thì chưa từng có hắn đứng trước dịch quán bị chỉ trỏ cả đêm không ngủ đã rất mệt mỏi nghĩ đến trong nhà còn có tộc trường và tang sự dương tĩnh sơn không kìm được cơn giận tam lang cùng ta về nhà ngươi đừng quên cha ta còn chưa yên nghỉ hắn tự tay kéo Dương Tĩnh Uyên, nhưng bị Dương Tĩnh Uyên từ chối. Dương Tĩnh Uyên với vẻ mặt bại hoại. Đại ca, tiểu đệ tự đến chịu đòn nhận tội với Nam Chiếu Bạch Vương. Làm xong việc này, đệ sẽ về nhà. Ngươi, ngươi có biết hậu quả của việc này không? Dương Tĩnh Sơn tiến sát hắn, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở. Biết rõ, chính vì biết rõ, Tam Lang mới đến xin tội. Dương Tĩnh Uyên nói, quay đầu, giọng đầy khí thế hướng vào dịch quán. Nam Chiếu Bạch Vương, ta, Dương Tam Lang, vì tối qua uống say, không phục thì vệ của ngươi nói võ công của họ mạnh hơn Nam Nhi Đại Đường. Ta leo tường vào dịch quán để so tài, làm phiền vương gia, Đại Đường và Nam Chiếu là láng giềng hòa thuận, Dương Tam Lang không chịu nổi phá hủy bang giao. Ai làm người đó gánh, hôm nay ta xin tội với vương gia. Dương Tĩnh Nguyên sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ của hắn. Trong lòng hắn vừa áy náy vừa vui mừng. Tam lang làm vậy là để rõ ràng đưa thạch cữu cữu ra ngoài. Hành vi biến thành thiếu niên không hiểu lễ nghi, đến gây chuyện. Làm ẩm ý như vậy, nếu thịnh phong trạch còn muốn dùng việc này làm tay cầm, sẽ tỏ ra hẹp hòi. Hắn nhìn Dương Tĩnh Uyên với ánh mắt phức tạp, không ngờ mình đã không nghĩ ra điều này, còn đánh tam lang. Lúc này, một đoàn người chen lấn vào đám đông, tàng thập tứ huynh đệ dẫn đầu, một nhóm thiếu niên ăn chơi rầm rộ, để lộ ngực trần mang cành mận gai đi tới cửa dịch quán. Tang thập tứ mở to mắt nhìn Dương Tĩnh Nguyên, quỳ một gối bên cạnh hắn, lớn tiếng nói. Tiết Nguyên tiêu tiểu tử uống nhiều rượu, ngó hẻm chật trội, không để ý xông vào dự tiệc trở về xe của Bạch Vương. Dương Tam Lang vì tình huynh đệ, không tiếc cả mạng sống, ban đêm vào dịch quán tìm thị vệ Nam Chiếu gây chuyện. Ta, Tang thập tứ, cũng không thể để bạn mình một mình gánh tội. Vương gia, hôm nay tang thập tứ cũng xin chịu đòn nhận tội một nhóm thiếu niên ăn chơi cười hì hì theo sau hai người quỳ một gối lớn tiếng hô chẳng lẽ nam chiếu bạch vương lại hẹp hòi như vậy xem thường chúng ta sao chúng ta đến xin chịu đòn nhận tội vương gia ngài hãy ra đi chu thất lang là người tiên phong vỗ ngực tự hào các vị ca ca vì bất bình cho ta chu thất lang mới xông tới bạch vương vương gia muốn quất ta cảnh mận gai ta sẽ là người đầu tiên kề bên, ai cũng không được tranh với ta. Một thiếu niên lườm hắn. Chu Thất Lang, người đúng là ngốc, còn muốn tranh bị đánh. Mọi người cười lớn, những thiếu niên ăn chơi mặc lòe loẹt, đội mũ cài châm hoa lụa, để hờ nửa vai, trên lưng buộc cành mận gai. Họ nói qua lại, lập tức biến trước dịch quán thành nơi náo nhiệt như chợ. Thập tứ ca, Dương Tĩnh Uyên đã nói sẽ không khóc, nhưng lúc này mắt lại đỏ hoe phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn